Hãy xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng đêm nay ngày mai, ngày 24 tháng 11 năm 2022. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tại Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rải rác, có nơi có mưa vừa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Đêm nay có mưa trên diện rộng, ngày mai trời nắng mưa xen kẽ. Người dân cần đề phòng nhiều nơi có gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 21 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và tiếp theo là khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và khuya vào khoảng 19 độ. Trời nắng gián đoạn đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ có mưa to trên diện rộng. Độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Và tiếp theo là khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Ngày mai nắng đến đầu giờ chiều, sau đó sẽ có mưa rải rác ở vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng gián đoạn, nền nhiệt giữa trưa vào khoảng 32 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Thưa quý vị, Lâm Đồng hiện đang đặt mục tiêu sau năm 2030 sẽ không còn diện tích nhà kính tại các khu vực nội ô, nội thị, khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Việc quản lý nhà kính sẽ là bước chuyển mới trong phát triển nông nghiệp tại địa phương trong thời gian tới. Đề cập cụ thể nội dung này sẽ có trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng vào 20h15 ngày mai. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.